Biết họ thọ thân bất khả thuyết, biết nơi họ sinh bất khả thuyết, biết họ đang sinh bất khả thuyết, biết họ sinh rồi bất khả thuyết, biết họ hiểu rõ bất khả thuyết, biết họ hướng về bất khả thuyết, biết ngôn ngữ họ bất khả thuyết, biết nghiệp họ làm bất khả thuyết. Bồ Tát Đại Từ Bi như vậy lợi ích tất cả các thế gian, khắp hiện thân mình bất khả thuyết, vào cõi chư Phật bất khả thuyết, thấy các Bồ Tát bất khả thuyết, phát sinh trí huệ bất khả thuyết, thư hỏi chánh pháp bất khả thuyết, diễn dương Phật giáo bất khả thuyết. Hiện đủ thứ thân bất khả thuyết, đến các cõi nước bất khả thuyết, thị hiện thần thông bất khả thuyết, khắp cùng mười phương bất khả thuyết, nơi nơi phân thân bất khả thuyết, gần gũi chư Phật bất khả thuyết, làm các đồ cúng bất khả thuyết đủ thứ vô lượng bất khả thuyết các báu thanh tịnh bất khả thuyết hoa sen tối thượng bất khả thuyết tràng thơm tối thắng bất khả thuyết cúng dường như lai bất khả thuyết tín tâm thanh tịnh bất khả thuyết ngộ hiểu tối thắng bất khả thuyết trí thích tăng thượng bất khả thuyết cung kính chư phật bất khả thuyết Tu hành bố thí bất khả thuyết, tâm đó quá khứ bất khả thuyết, ai cầu đều thí bất khả thuyết, tất cả đều thí bất khả thuyết, trí giới thanh tịnh bất khả thuyết, tâm ý thanh tịnh bất khả thuyết, khen ngợi chư Phật bất khả thuyết, ưa thích tránh pháp bất khả thuyết, thành tựu các nhẫn bất khả thuyết, vô sinh pháp nhẫn bất khả thuyết, đầy đủ tịch tĩnh bất khả thuyết trụ bậc tịch tĩnh bất khả thuyết khởi đại tinh tấn bất khả thuyết tâm đó quá khứ bất khả thuyết tâm không thối chuyển bất khả thuyết tâm không khuynh động bất khả thuyết tất cả định tạng bất khả thuyết quán sát các pháp bất khả thuyết, tịch nhiên tại định bất khả thuyết, thấu đạt các thiền bất khả thuyết, trí huệ thông đạt bất khả thuyết, tam muội tự tại bất khả thuyết, thấu đạt các pháp bất khả thuyết, thấy rõ chư Phật bất khả thuyết, tu vô lượng hạnh bất khả thuyết, phát nguyện rộng lớn bất khả thuyết, cảnh giới thâm sâu bất khả thuyết, pháp môn thanh tịnh bất khả thuyết, pháp lực bồ tát bất khả thuyết pháp trụ bồ tát bất khả thuyết các chánh niệm đó bất khả thuyết các pháp giới đó bất khả thuyết tu phương tiện trí bất khả thuyết học trí thâm sâu bất khả thuyết vô lượng trí huệ bất khả thuyết rốt giáo trí huệ bất khả thuyết các pháp trí đó bất khả thuyết tịnh pháp luân đó bất khả thuyết Đại pháp vân đó bất khả thuyết, đại pháp vũ đó bất khả thuyết, các thần lực đó bất khả thuyết, các phương tiện đó bất khả thuyết, vào trí không tịch bất khả thuyết, niệm niệm liên tục bất khả thuyết, vô lượng hạnh môn bất khả thuyết, niệm niệm luôn trụ bất khả thuyết, biển cõi chư Phật bất khả thuyết, đều đi đến được bất khả thuyết.